Một loại lá có ngay trong vườn nhà chúng ta. Nó là món quà thiên nhiên ban tặng cho những người đang bị huyết áp cao và mỡ máu cao. Bạn có biết đó là lá gì không? Và câu trả lời của chúng ta đó là lá xoài. Nhắc đến lá xoài, không ai nghĩ nó có tác dụng tuyệt vời đến như vậy. Nhưng nếu sử dụng lá xoài hàng ngày thì lại rất tốt cho sức khỏe. Bởi vì trong lá xoài có chứa chất polyphenol giúp tăng cường và làm bền mạch máu, qua đó làm giảm huyết áp. Ngoài ra còn giúp giảm suy giãn tĩnh mạch. Trong lá xoài còn rất giàu chất pectin, vitamin C và các chất xơ. Những chất này giúp làm giảm cholesterol xấu ở trong máu, qua đó điều hòa mạch máu. Cách làm vô cùng đơn giản. Chúng ta hái 30g lá xoài, bánh tẻ, rửa sạch, thái nhỏ, hãm với cả 1 lít nước sôi, dùng uống thay nước hàng ngày. Trên đây là công dụng tuyệt vời của lá xoài dành cho những người mắc bệnh huyết áp và mỡ máu cao. Tôi là bác sĩ Đông.